Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ năm mùng 6 tháng 7 năm 2023 sau Chúa nhật thứ 13 mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ tư, mùng 5 tháng 7. Chúa Giêsu trừ hai tên quỷ. Hai con quỷ thấy Chúa Giêsu, hai người bị quỷ nhập, thấy Chúa Giêsu đến thì mới nói rằng là: "Chuyện chúng tôi cam gì đến ông mà ông đến đây để mà tiêu diệt chúng tôi?" Và sau đó thì quỷ xin rằng là: "Nếu ông mà xui trừ chúng tôi thì cho chúng tôi nhập vào bầy heo." Thế thì là Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng phải nhập vào bầy heo, và cả một cái bầy heo lao xuống biển. Dân trong thành ra gặp gỡ Đức Giêsu và xin người đi khỏi nơi đây. Chắc chắn là họ nhìn thấy cái việc mà Đức Giêsu trừ quỷ để cho họ mất cả một cái bầy heo như vậy. Thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau là khi được chỉ có một mình Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ. Chỉ một mình Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ. Và khi Chúa trừ ma quỷ thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ một cái điều gì đó. Chúng ta cũng phải mất mát, phải từ bỏ một cái điều gì đó. Đúng như lời Đức Giêsu đã nói với tất cả chúng ta: "Ai muốn theo ta thì phải từ bỏ. Phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo." Việc Đức Giêsu trừ hai tên quỷ đồng nghĩa với việc cả một bầy heo lao xuống biển. Điều này cũng gợi ý cho chúng ta thấy cái điều đó. Để muốn đi theo Chúa, chúng ta cũng cần phải có một cái sự đánh đổi, một sự từ bỏ nào đó. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Chúng ta nhớ lại nhé, ngày hôm trước thì Đức Giêsu là dẹp yên bão tố. Ngày hôm qua thì Chúa Giêsu trừ quỷ cho hai người bị quỷ nhập. Mà ngày hôm nay Chúa Giêsu chữa cho một kẻ bị bại liệt. Đây là tất cả những cái điều này, tất cả những việc Đức Giêsu làm cho thấy là vinh quang của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Và cái điều mà chúng ta học nơi cái bài học này đó là trước khi Chúa Giêsu chữa bệnh thì Chúa Giêsu tha tội. Thấy cái người bại liệt, Đức Giêsu nói là: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Đây cũng là một gợi ý rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta đau ốm bệnh tật thì chúng ta chạy đến với Chúa. Nếu như đau ốm bệnh tật mà chúng ta biết chạy đến với Chúa thì trong những lúc đau tội lỗi chúng ta lại càng phải chạy đến với Chúa hơn. Chính vì thế mà đối với cá nhân con thì thường thì con cũng vẫn giữ cái thói quen là xưng tội mỗi tháng. Hoặc là bất cứ lúc nào mình có những cái trắc trở trong tâm hồn, gặp được linh mục thì chúng ta cũng cố gắng xưng tội. Nếu như bệnh tật khiến chúng ta phải chạy đến với Chúa thì tội lỗi lại càng làm cho chúng ta phải đến với Chúa nhiều hơn. Càng tội lỗi, có những người nhắn tin cho con nói mà: "Cha, hoàn cảnh của gia đình con bây giờ quá sức là bế tắc. Không chỉ là bế tắc về trong công ăn việc làm mà bế tắc trong cái đời sống vợ chồng. Vợ chồng cứ chửi rủa nhau, cãi vã nhau." Thế thì con cũng hay chia sẻ với họ là trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì càng phải chạy đến với Chúa. Trong cái hoàn cảnh tội lỗi như vậy thì càng phải chạy đến với Chúa. Thế nhưng mà những người gặp trong cái hoàn cảnh tội lỗi như vậy thì họ lại không muốn đến với Chúa. Họ chỉ biết ngồi than thở, buồn sầu than thở. Bài tin mừng ngày hôm nay, cái người bại liệt chạy đến với Chúa. Và Chúa Giêsu nói rằng là: "Cứ yên tâm, tội con đã được tha rồi." Điều này gợi ý cho chúng ta rằng là cái tội nó còn quan trọng hơn là cái bệnh tật. Đau ốm bệnh tật chạy đến với Chúa thì tội lỗi lại càng phải chạy đến với Chúa để xin Chúa tha tội cho chúng ta. Và chỉ một mình Thiên Chúa thôi. Đau ốm bệnh tật thì bác sĩ có thể chữa được, chứ còn tội lỗi thì chỉ một mình Đức Giêsu. Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng.
Tức là những người kinh sư người ta nói là chỉ một mình Thiên Chúa mới tha được tội, còn ông là Giê-xu người Nazareth làm sao mà ông tha được tội. Tức là người ta không tin rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Người ta cũng không nhận ra Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Thế nhưng có lẽ cái người bại liệt này thì là tin. Tin thứ nhất là tin Chúa có khả năng chữa được bệnh tật cho mình. Và chắc chắn là qua cái chữa lành bệnh tật thì anh ta cũng có cái niềm tin rằng Ngài là con Thiên Chúa. Ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giê-xu biết ý nghĩ của họ, liền nói: sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để cho các ông biết ở dưới đất này con người tôi có quyền tha tội. Bây giờ Đức Giê-xu bảo người bại liệt đứng dậy, vác giường và đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy. Chúa Giê-xu hỏi những người kinh sư Pha-ri-si-ên rằng là tại sao các ông lại nghi ngờ? Trong hai điều, một là chữa bệnh cho cái người bại liệt này đứng dậy mà đi, hai là tha tội, cái điều nào quan trọng hơn? Thế thì đối với những người Pha-ri-si-ên thì có lẽ cái chuyện mà làm cho cái người bại liệt đứng dậy đó là rất là quan trọng. Và Chúa Giê-xu cũng đã, thôi thì chiều lòng họ, Chúa Giê-xu cũng đã làm cho người bại liệt đấy. Đối với các ông, cái việc làm cho cái người bại liệt đứng dậy, vác chõng mà đi thì tôi đã làm được. Thì qua cái việc này thì các ông cũng phải nhận biết rằng là nơi tôi có quyền năng còn lớn hơn nữa, đó là quyền năng tha tội của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu hỏi những người kinh sư Pha-ri-si-ên vậy đấy. Nếu mà những người kinh sư Pha-ri-si-ên nói rằng là cái việc tha tội là cái việc khó hơn, thì Chúa Giê-xu nói thì tôi đã tha tội cho anh này rồi đó. Nhưng mà chắc chắn là cái việc này, cái việc tha tội nó kèm với cái đức tin cơ. Chúng ta đi, có nhiều người ví dụ như là bị có những người phá thai chẳng hạn, đi xưng tội rồi cha giải tội cũng đã tha tội cho rồi, thế nhưng mà về nhà thì vẫn cứ cảm thấy anh nay vẫn cứ lo lắng tội này không biết là có được tha không. Thế thì con nói rằng là nếu mà chị tin vào quyền năng của Thiên Chúa nơi cha giải tội thì tội chị đã được tha. Còn nếu mà chị còn nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa thì chị vẫn còn cái hoài nghi trong tâm hồn của mình. Thế thì Đức Giê-xu hỏi những người kinh sư Pha-ri-si-ên là các ông không tin tôi có quyền tha tội à? Vậy thì cái việc mà làm cho cái người bại liệt đứng dậy và cái việc tha tội điều nào quan trọng hơn? Đối với các ông, cái việc làm cho cái người bại liệt đứng dậy là cái minh chứng, là một cái điều quan trọng hơn, thì đây tôi làm cho các ông thấy. Giê-xu nói cái người bại liệt đứng dậy vác giường mà đi, và anh ta đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà, thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu Nazareth, Thiên Chúa của chúng ta, Ngài là đấng quyền năng, Ngài dẹp yên bão tố, Ngài trừ quỷ, và hôm nay Ngài tha tội cho một người bại liệt. Thế thì chúng ta rút ra được một cái bài học. Thứ nhất, đau ốm bệnh tật hãy biết chạy đến với Chúa. Đau ốm bệnh tật hãy biết chạy đến với Chúa. Và điều còn quan trọng hơn nữa là khi tội lỗi, thật sự thì nếu chúng ta không xét mình thì chúng ta cũng không thấy tội lỗi của mình đâu. Nếu chúng ta không xét mình, chúng ta cũng không thấy tội lỗi của mình đâu. Vì thế mà sau một ngày tối trước khi đi ngủ, đọc kinh tối xong, chúng ta cũng cần thinh lặng một chút để xét mình. Xin cho con được thấy tội của mình. Xin cho con được thấy tội của mình. Và khi thấy tội của mình rồi thì chúng ta lại càng phải chạy đến với Chúa. Khi gia đình của chúng ta lục đục, vợ chồng cãi vã, chửi rủa lẫn nhau, chúng ta lại càng phải chạy đến với Chúa. Lạy Chúa xin tha tội cho gia đình của chúng con, lạy Chúa xin tha tội cho gia đình của chúng con. Chỉ một mình Đức Giê-xu mới có quyền năng tha tội, và chỉ khi được tha tội rồi, gia đình của chúng ta mới được bình an và hạnh phúc. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.